Từ lúc anh Vũ bị bắt giữ tạm giam thì chị Như Quỳnh cũng bị tương tự như vậy. Ngày mùng 8 chị Như Quỳnh được trả tự do. Chị Như Quỳnh gọi đến cho tôi, chị có một lời tha thiết là em cần gặp anh tại Sài Gòn. Em đi một bước bây giờ thì một bước đi theo. Tôi phải bay vào Sài Gòn ngay. Ngày hôm qua tôi đã gặp chị Như Quỳnh. Tôi nói thật với chị Tùng đầy sự nghi ngờ. Vâng, xin phép được hỏi ông là ông nghi ngờ là vì lý do gì ạ? Tôi nghi ngờ là bởi vì tôi chưa biết chị Như Quỳnh là ai cả. Và như anh Vũ cũng đã bị những cái việc như vậy, thì biết đâu tôi cũng bị như vậy. Khi tôi gặp người phụ nữ đó thì tôi một người phụ nữ rất lịch lạc, rất đoan trang, rất nghiêm túc. Tôi đánh giá rất cao về chị Như Quỳnh. Chị nói thế này, với anh Vũ tôi coi anh như một người thầy, người anh, người bạn. Cái ngày hôm đó không có chuyện gì cả. Và một tờ báo đầu tiên đăng lên chuyện đó để các báo khác đăng lên thì xúc phạm danh dự của chị ấy và ảnh hưởng cả tương lai hạnh phúc của chị ấy. Đưa cái tin là trong cái khi mà cơ quan công an khám xét ấy, tất nhiên là cái đạo diễn thôi. Cái trò chơi này tôi cho bằng là còn ấu trĩ hơn mấy đứa trẻ. Thưa ông, theo ông thì cái nguyên nhân vì sao lại có những cái sự ông gọi là đạo diễn đó? Tôi cho rằng thế này này, trong pháp luật thì phải rất rõ ràng, nếu Vũ chống lại nhà nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam có đủ tài liệu khởi tố bắt ra, đừng mở ra những cái to mèo và đạo diễn đó tự nhiên giết chết luôn cả một cái danh dự của người phụ nữ khác. Họ giết được một người rồi, giết được 80 triệu người dân tộc Việt Nam này, đấy là tính giả mát. Thưa luật sư Triển, có nhiều cái dư luận tranh cãi về cái bức ảnh mà đăng trên báo đó, thì ông có nhận xét như thế nào, ông được biết như thế nào về những bức ảnh đăng trên báo trong nước ạ? Có hai ảnh, một ảnh anh Vũ mặc áo đầy đủ và cùng là chị Quỳnh và đăng ký cái biên bản đấy, và một bức ảnh thì là chị Quỳnh mặc đầy đủ áo quần và còn quàng thêm một cái khăn, và anh Vũ thì mặc quần dài còn thắt lưng ấy. Hai cái bức ảnh đó tôi phản đối tất cả tờ báo khác nói rằng là ảnh giả hay ngày nào ngày kia. Nhưng tôi gặp chị Quỳnh thì tôi hiểu một cái thế này này, và tôi các luật sư để bảo vệ, tôi không bao giờ tôi làm ngơ được những chứng cứ đó. Hôm qua tôi đã từng xác minh những người lái xe taxi đã từng chờ chị Quỳnh đi. Thực tiễn tôi gặp chị Quỳnh tại khách sạn đó, và tôi gọi điện cho một nhà báo cùng đến với tư cách của văn phòng luật sư vì dân đến đấy, thì tôi chứng kiến được rằng là chị Như Quỳnh không bao giờ chịu được cái điều hòa nhiệt độ cả, thì ông kể cả ngồi taxi. Do đó là tại sao hôm đó ông Vũ làm cởi áo mà mặc quần dài mà chị Quỳnh mặc đầy đủ áo quần. Lúc đó anh Vũ mở điều hòa thì chị Như Quỳnh không cho, do đó là nóng quá rồi anh Vũ cởi áo ra. Dạ thưa luật sư, có người thắc mắc rằng là nếu cái quan hệ không đến mức thân thiết đủ thì không có việc là một người đàn ông cởi trần trước một người phụ nữ trong cái không gian là chỉ có hai người ở khách sạn vào ban đêm. Luật sư lý giải điều này như thế nào ạ? Nếu như người ta hiểu về anh Cù Hiêu Vũ thì người ta không làm chuyện đó. Ví dụ như tôi đến nhà thậm chí nhiều cái anh mặc quần đùi tiếp. Dân giả của dân xứ nghề mà. Những cái hành vi cũng như những cái hoạt động của anh Vũ bị cho rằng là chống đối, chống phá nhà nước. Là một luật sư bảo vệ cho anh Vũ thì ông sẽ dựa trên những cái cơ sở nào, lý luận nào để bảo vệ cho anh Vũ à? Anh Vũ vẫn cứ phạm tội theo điều 88, điều đương nhiên rồi. Vì sao ông cho là đương nhiên thưa ông ạ? Khi một đất nước mà chưa nhà nước pháp quyền và xã hội công dân, pháp luật chưa trở thành tối thượng, thế chuyện đó phần cứ xảy ra thôi chị. Như vậy thì bây giờ trước hai vụ việc, một là của anh Hà Vũ và hai là của chị Như Quỳnh, tất cả hai vụ việc tôi thì trả lời với chị là tôi đều thua. Chưa chính thức ra trận mà ông đã đoán là mình sẽ thua thì nên hiểu việc này. Cái đó đương nhiên thôi chị. Khiếu kiện một tờ báo xúc phạm đến chị ấy thì người ta sẽ trả lời là nguồn tài liệu họ từ đâu, và từ đâu đó thì ai dám bác bỏ. Còn trường hợp của anh Hà Vũ cho tôi làm luật sư đi, phiên tòa xử kín, lời vào chủ tôi hay 1.000 lần thì 4 bức tường thôi. Có chăng lịch sử 20 năm phải chứng minh rằng lời tôi đúng và những hành động của anh Cù Hiêu Vũ đúng, và tôi nói là ít nhất phải 20 năm sau. Mặc dù chó không ăn thịt chó, tôi với bạn bè cùng học trong một bãi trường, nhưng ngày mai nó sẵn sàng ăn thịt tôi ngay. Thưa luật sư, trước khi chính thức đứng ra binh vực cho hai thân chủ của mình, ông dự đoán cái khả năng thành công rất là ít. Thế thì ông có nghĩ tới cái phương cách nào? Không thành công một điểm nào mà. Thế như vậy ông có nghĩ ra một cái... Về mặt lý trí, về mặt pháp luật, về mặt tổ quốc, về mặt đảng, về nhà nước, tôi thắng 100%. Nhưng bối cảnh hiện nay là tôi thua tất cả. Thế ông có nghĩ tới một cái phương cách nào khác để giúp có thể binh vực những điều mà ông cho là công lý, vốn là cái nghề mà ông đang theo đuổi không? Tôi để cho lịch sử chứng minh như tôi nói sao được nhỉ? Mai lịch sử viết lại về tôi, viết lại vụ việc như vậy, viết lại lời tôi biện hộ, còn tôi làm gì được? Tôi chưa được cấp giấy chứng nhận mọi chuyện. Như vậy cái thời gian chờ đợi dự kiến là trong bao lâu thưa ông? Theo thời gian là 3 ngày, là ngày hôm qua họ phải trả lời tôi, nhưng tôi cũng chưa nhận được.
mà theo quy định pháp luật là tôi đã nộp hồ sơ hợp pháp thì trong thời gian 3 ngày phải trả lời. Nhưng chị hiểu rồi, 3 hay 5 hay 10 đối với họ chả là cái gì cả. Pháp luật không phải là pháp luật, mà trong quyền uy của kẻ đang được đảng nhà nước giao cho. Trước cái vụ việc xảy ra với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng như đơn kiện của cô Như Quỳnh, cái nhận xét riêng, nhận định của ông về cái trường hợp đang được công luận chú ý và tranh cãi này ra sao? Những cái việc anh Cù Huy Hà Vũ, tôi nói là anh ấy là một người tốt. Nếu tôi làm lãnh đạo, tôi rất thích nghe những lời của anh phản biện như thế. Những cái lời anh công khai ra như thế, dân đang rất mến mộ anh ấy. Hợp dân nhưng không hợp vài ba cái người vớ vẩn ấy. Nhưng anh nhớ rằng người vớ vẩn đó là người đang trên cả pháp luật, đang một xã hội độc tài, thì anh phải chết thôi. Tôi đang mong muốn là viện kiểm sát tại tòa hôm đó thể trả lời thế nào, tranh tụng thế nào với tôi. Hay là mồm mà ngồi lại đấy, như một bức tượng. Hay như một bài ghi âm, họ một bức tường hay một bài ghi âm thì họ vẫn là thắng, tôi vẫn là người thua. Xin chân thành cảm ơn luật sư Triển đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.